Rồi trước tiên thì thầy cũng chọn cái phần nón riêng nè. Rồi ha, sau đó dùng công cụ là lasso tool nè. Lasso tool nè, chúng ta bằng không thôi, chúng ta chọn cái này. Rồi sau đó chúng ta cũng cột trên Z nhân bản lên à, đặt tên là cái nó. Rồi chúng ta nó ha, cột trên U nè, kiểm chọn color line nè. Rồi cái nó này nha, thầy quyết định là thầy lấy tròn xanh xanh blue nữa nè, đó, xanh blue nè. Rồi ok nè ha. Rồi sau đó là phiên áo khoác. Áo khoác á thì bây giờ chúng ta cũng dùng nó tích luôn. Rồi như vậy áo khoác là nó bao gồm những đối tượng này ha. Rồi sau đó cũng là cột trên Z nhân bản lên, sau đó cột trên U kiểm chọn color right. Thì cái này là chúng ta nên cho nó màu hồng á, màu hồng này nhưng mà hồng nhạt thôi, bớt thôi đó, nhìn nó tươi hơn nhiều ha.
đó, hồng như thế này nè. Đó, cô gái thông thường này nên cho màu hồng đó, màu hồng như thế này nè, ok nè đó. Còn cái bức ra phía sau thì hiện tại chúng ta có cái này rồi nè ha, có này rồi nè. À, không thấy ra sau thì dễ lắm, chúng ta chọn mấy chiếc van đi, lấn qua đây rồi chọn cái này, select inverse ngược lại, có phía sau nè đó, có sau chúng ta chỉ cần bỏ 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 chọn trong này nữa là xong nè, nhanh hơn. Đó, bỏ chọn cái này là rồi, bỏ chọn cái này nữa là xong. Rồi thì chọn phía sau, chọn phía sau này chúng ta cũng Ctrl Z lên nè, thì phía sau này chúng ta sẽ chọn màu xanh đó, đó xanh cho nó tươi hơn nè, đó xanh này nè, cái khung cảnh phía sau nó xanh tươi lên, đó như vậy nè, đó như vậy là đỡ hơn rất là nhiều rồi ha, còn cái khuôn mặt thôi là xong, khuôn mặt thì tất cả cái này trừ mấy cái kia ra là xong. Chúng ta chọn lại nó nhanh hơn nữa. Tức là khuôn mặt, tức là làn da luôn á, làn da tức là bao gồm cái tay luôn nè. Rồi, sau đó chúng ta dùng lasso tool nữa, chúng ta mới thiếu này cộng thêm cái đó. Không mới trừ đi, nếu mà thiếu này thì trừ đi. Rồi xong nó cũng Ctrl Z lên nè, yeah. Thì cái này á, chúng ta sẽ Ctrl U kiểm chọn colorize, chúng ta đổi cái màu da lại. Nó vàng vàng nhẹ, hoặc nó gọi là làn da màu á, thì cái làn da nó màu nó nhẹ nhẹ thôi, đừng có đậm quá. Sau đó chúng ta đánh má hồng nữa, đánh thêm má hồng nữa thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Đó, hồng hồng nhẹ thôi. À, sau chúng ta làm tiếp cái mắt và môi là nó đẹp lên nè. Là đồng thời là chúng ta sẽ đánh má hồng nữa. Rồi cái môi nè, chúng ta chọn cái môi. Dùng Polygon Lasso Tool cũng được, cho filter bằng 5 pixel cho nó mờ biên. Sao mắt trên Z lên nè, là tên là môi. Rồi từ trên U nè, kiếm chọn Colorize. Màu đỏ lên nè, nha, nó phải cái dán một xíu. Đó, ok nè. Rồi.
Bây giờ cái má hồng á, chúng ta tạo đi một layer mới là tên là má hồng. Má hồng này á, chúng ta sẽ chọn màu hồng trước, hồng nhạt trước. Đó, sau đó chúng ta dùng cọ brush, dùng cọ brush á, cọ tròn mờ, sharp round á, tăng cái thước cọ lên. Mình sẽ đánh qua đây, rồi. Má hồng á, nhưng mà chúng ta cho chọn hòa trộn là multiply á, hòa trộn là multiply cho màu nó tiệt vô cái nền xung quanh. Đồng thời cái sức mạnh nó giảm xuống, opacity nó giảm xuống, phớt phớt thôi thì nó mới đẹp. Mà trước khi làm cái má hồng này á, chúng ta nên xử lý cái khuôn mặt chút xíu. Xử lý khuôn mặt xíu là chúng ta sẽ dùng công cụ, ví dụ như là Spot Helen Brush Tool, dùng Clone Stamp á, chúng ta làm mất cái dấu này nè, ví dụ mất mấy cái dấu này nè nha, cho nó nhìn hợp lý hơn. Clone Stamp Tool nè. Mất cái dấu này nè, rồi chấm. Có thể dùng cái như kỳ trước chúng ta học qua Spot Helen Brush Tool đó. Spot Helen Brush Tool chúng ta chấm những cái chỗ này nè. Để nó xử lý cái này, cái làn da nó bớt bớt những cái chấm nhỏ 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 li ti nè, cũng ít không có nhiều đâu, nhưng mà chúng ta cũng khử sơ sơ. Nhưng mà làm cẩn thận nghe, không khéo là nó để lại cái vết. Rồi chấm, nhưng mà chấm phải cẩn thận. Đó, làm thì da nó láng hơn nữa ha. Da nó láng hơn nữa. Cẩn thận nghe, làm sai dễ làm vết lắm mà. Rồi, sau đó mới để mở cái má hồng lên. Thì mình chấm cái màu hồng á, dùng cọ brush á. Chấm nhẹ lên xíu ha. Đó, phát phớt xíu một cái như là xong thôi. Đó, thì đó, thầy làm xong bài này nè, thấy không? Nghe tươi chưa? Tươi tắn lên chưa? Mắt chưa làm đó, mắt làm nữa hay đẹp nữa. Dùng cái lasso tool đi, lasso tool feather bằng 2 pixel. Cái mắt này như nó có hơi nước á, cho nên là nó sẽ cực. Rồi chúng ta một cực u cũng chọn colorize. Mắt này thì nên cho màu xanh hay màu tím được, màu xanh này cho nó giống đó, ok đó, gì đó xong rồi nè. Chúng ta thấy có má hồng nó đỡ hơn, nhìn nó đẹp hơn nữa. Ok, thầy lưu phim lại.